sức đăng trí ngày hôm nay đang được mang tới bạn bởi kênh YouTube báo Việt Nam Net. Sau đây là nội dung chính. Hành vi lừa đảo từ thiện ở tịnh thất Bồng Lai được thực hiện như thế nào? Theo cơ quan công an, trong thời gian dài, tụ điểm tịnh thất Bồng Lai đã lừa nhiều nhà hảo tâm bằng những thông tin gian dối được dàn dựng cùng những toàn tính tinh vi, biến nhà thành chùa, có những hành vi loạn luân, đưa ra thông tin gian dối là nuôi trẻ mồ côi mà thực chất là con cháu. Những việc này đã xảy ra tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc 64 tuổi, quê An Giang, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là tụ điểm từng có tên Tịnh Thất Bồng Lai, sau này mang tên Thiền Am bên bờ vũ trụ. Các hoạt động, hành vi trái pháp luật diễn ra tại đây, đến nay đã dần được công an tỉnh Long An làm sáng tỏ. Điểm mấu chốt là tất cả hành vi diễn biến nói trên đều phục vụ cho hoạt động lừa đảo từ thiện. Mới đây nhất, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, 33 tuổi, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyên là một trong những người hoạt động lừa đảo từ thiện tích cực nhất. Trước đó vào cuối năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tụ điểm tự xưng tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, tổ chức. Sau đó, vụ án được tạm đình chỉ khi hết thời hạn, chờ kết quả giám định. Tới đầu tháng 7 vừa qua, cơ quan chức năng đã phục hồi điều tra vụ án. Vậy hoạt động lừa đảo tại tụ điểm gây ồn ào dư luận này đã diễn ra thế nào, tinh vi ra sao? Điều gian dối đầu tiên phải kể đến là hộ gia đình bà Cao Thị Cúc đã biến nhà thành chùa, giữa nhà có am thờ như tránh điện của tu viện Phật giáo. Những thành viên sống trong gia đình bà Cúc đều cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư và tự xưng là sư thầy, sư cô, hòa thượng, chú tiểu. Họ có tổ chức sinh hoạt như ở một tu viện Phật giáo những người này sản xuất nhiều clip đăng tải trên mạng xã hội, trong đó có những lời nói tự nhận đây là chùa, tịnh thất của giáo hội. Riêng về ông Lê Tùng Vân, phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xác định chưa từng xuất gia, chưa bao giờ thọ giới sa di hay tỳ kheo. Tuy nhiên, ông này tự phong là trụ trì, hòa thượng, đại đức thích tâm đức hay thầy ông nội. Và ông Vân đã công khai làm lễ xuất gia cho các Phật tử khác các clip do nhóm tịnh thất bồng lai sản xuất, đưa lên mạng xã hội, còn dẫn dắt người khác tin đây là chùa, tôn vinh ông Lê Tùng Vân như Phật sống. Những đứa trẻ sống tại tịnh thất bồng lai được gọi là chú tiểu. Thậm chí, trên các clip ở mạng xã hội hay sóng truyền hình, các bé được giới thiệu là trẻ mồ côi mà chùa nhận nuôi. Nhưng thực tế, những đứa trẻ này đang sống cùng mẹ ruột. Chúng được hướng dẫn để xưng hô cho khác đi, nhằm che giấu bản chất là mẹ con trong các giấy tờ cơ bản của những đứa trẻ chỉ có tên mẹ để nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai thực hiện ý đồ lừa đảo. Ngoài ra, ở tỉnh Thất Bồng Lai còn xảy ra chuyện loạn luân. Đây là vụ án đã được Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành điều tra, giám định ADN kỹ lưỡng. Ba tháng trước, cơ quan chức năng đã khởi tố ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân. Nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai đã lừa đảo như thế nào? Theo hồ sơ, những năm 1990, Ông Lê Tùng Vân từng lập ra tụ điểm có tên Trại Dưỡng Lão Cô Nhi Thánh Đức, đóng tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi này được giới thiệu là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa và từ đó các nguồn tiền cũng như vật chất từ thiện khắp nơi đổ về. Khoảng năm 2007, trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức bị để ý vì hoạt động không phép và bị tố cáo có hành vi bạo hành trẻ em, mạo nhận trẻ mồ côi để lừa từ thiện. Các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh nhưng chưa có chứng cứ. Sau đó, cơ sở này đã bị dẹp bỏ. Gần 10 năm sau, ông Lê Tùng Vân lại xuất hiện tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc với cơ sở có tên Tịnh Thất Bồng Lai. So với trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức, Tịnh Thất Bồng Lai là dạng bình mới rượu cũ, cũng để lừa đảo từ thiện. Tuy nhiên, với sự tiếp tay của mạng xã hội, chuyện lừa đảo càng tinh vi, bài bản hơn. Kịch bản đáng nể nhất là lần lượt nhiều cá nhân tại tỉnh Thất Bồng Lai xuất hiện trên sóng truyền hình với trang phục tu hành, tự nhận là trẻ mồ côi, được thầy ông nội nuôi dưỡng. Sự dễ dãi của game show đã tiếp tay cho họ tạo dựng hình ảnh cá nhân, làm lay động nhiều trái tim khán giả, đặc biệt là với năm đứa trẻ đạt giải cao khi tham gia hai mùa chương trình Thách thức danh hài. Cũng từ đó, tiền và hiện vật từ thiện của những nhà hảo tâm trong và ngoài nước đổ về tịnh thất bồng lai. Không chỉ lên TV, những cá nhân ở tụ điểm tịnh thất bồng lai đã để ra hàng loạt kênh YouTube như Năm Chú Tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên. Nhất Nguyên, Thiền Am bên bờ vũ trụ. Hoàn Nguyên, Thiền Am bên bờ vũ trụ. Lê Thanh Huyền Trân Official hay hàng loạt các trang Facebook cá nhân, fanpage có tên tương tự. Tất cả các kênh, tài khoản mạng xã hội nói trên đều có mục đích tiếp nhận từ thiện. Trên các trang mạng xã hội, ở phần giới thiệu luôn kêu gọi quyên góp từ thiện với hai số tài khoản cá nhân của Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên, thậm chí có thông tin liên hệ để quảng cáo các cá nhân ở tỉnh Thất Bồng Lai chăm chỉ tạo ra những kịch bản, chủ yếu xoay quanh năm chú tiểu để sản xuất video clip. Những clip này được đăng tải trên các nền tảng để tìm kiếm sự thương xót của cộng đồng, từ đó thu nhận tiền và hiện vật giúp đỡ. Lê Thanh Nhất Nguyên là một trong những người tiếp nhận các khoản tiền từ thiện qua tài khoản cá nhân hoặc trực tiếp. Đến nay, Công an tỉnh Long An đã làm rõ về nội dung tố cáo đối với Nhất Nguyên và khởi tố điều tra. Tuy nhiên, ngoài Nhất Nguyên còn có nhiều người khác tham gia lừa đảo. Hiện công an tỉnh tiếp tục đề nghị những người bị các cá nhân sống tại tỉnh Thất Bồng Lai lừa đảo sớm liên hệ trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ công tác mở rộng điều tra. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn yêu cầu các bệnh viện công lập, ngoài công lập, trung tâm y tế, phòng y tế giả soát, cung cấp thông tin và tài liệu khám chữa bệnh liên quan đến vụ án hình sự loạn luân ở Long An. Theo đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An về việc yêu cầu cung cấp chứng cứ, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án hình sự loạn luân phát hiện năm 2021 tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, vụ án Tịnh Thất Bồng Lai nhằm phối hợp hỗ trợ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thủ trưởng các bệnh viện công lập, ngoài công lập, trung tâm y tế, phòng y tế quận huyện, thành phố Thủ Đức tiến hành giả soát thông tin khám chữa bệnh các đối tượng theo yêu cầu của cơ quan công an. Theo đó, có 3 người liên quan vụ án loạn luân nêu trên, bao gồm LTHT và LTKG, sinh năm 1993. VKX, sinh năm 1995, đã từng sinh sống ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Căn cứ điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin tài liệu từ năm 2006 đến nay, ba đường sự trên có khám chữa bệnh hoặc có khám thai, sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hay không? Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định truy tìm một trong ba đương sự là LTKG, được xác định là con của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân với con ruột khi sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Năm 2022, ông Vân đã bị kết án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.